Cách nay mấy tuần mình có post một cái bài trên cái kênh của mình đó, mình nói về cái vấn đề mà cái ông cha nội chủ tịch ở Bình Định đó đi đi đến golf tiếp xúc với vài ba người bị dương tính gì đó. Thì tại vì mình quá gần với cái chế độ Cộng sản Việt Nam, nếu mà người dân á làm lỗi hay là người dân không làm lỗi đó thì cái bọn côn đồ công an cơ động giao thông đó họ đi vạch lá tìm sâu kiếm người dân của mình bị cái lỗi gì đó thì họ phạt để họ kiếm tiền cà phê ăn hối lộ để đem tiền về làm của riêng làm giàu đó. Thì các bạn thấy ở trên Facebook có rất là nhiều về cái clip mà người ta quay về cảnh mà công an cơ động đồ phạt mấy người dân đi ra ngoài đường không có. Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Thời gian thấm thoát trôi qua rất là nhanh. Hôm nay chúng ta đã bước vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021. Xin bỏ ra ít phút giải trí cho các bạn vào chiều ngày thứ tư. Cách nay mấy tuần đó thì mình có post một cái bài, mình nói về cái thằng cha chủ tịch ở miền Trung Bình Định gì đó, mình nhớ mãi mãi. Mình có nói đó là khi mà người dân đi ra ngoài không có đúng luật, chẳng hạn như là không có đeo khẩu trang á, thì bị cảnh sát giao thông cơ động họ phạt tiền. Nếu như không có tiền đóng phạt á, thì họ cẩu cái xe máy hai bánh của người ta. Thì có một vài dư luận viên rất 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 là tự tin, lúc nào cũng tin vào đảng, trung Mình thành post với một đảng. cái bài lên trên cái kênh của mình nói tại sao người dân đi ra đường lỡ như quên khẩu trang hay là đi ra đường mua những cái thiết yếu phẩm, những cái thứ cần thiết, thì cái chuyện mà người ta không có khẩu trang hay là quên khẩu trang là một cái chuyện đó rất là bình thường ở trong cái xã hội. Chính là bản thân của mình cũng vậy. Cách nay mấy hôm mình có đi vô Đăng Kình, mình mua quán cà phê Đăng Kình Đô Nịch, mình mua trà. Thì mình ý y cách nay tầm một tháng á, là những ai mà đã chích ngừa hai mũi đó thì mình có quyền mình đi vào những cái quán cà phê mình không có cần đeo khẩu trang. Nhưng mà tại vì cái tình hình đó, cái con biến thể mới là cái con Delta đó, thì có một số quán cà phê người ta yêu cầu mình đeo khẩu trang. Thì mình quên, mình đi vô mình quen quen hàng ngày mình đi vô mình ỷ y là mình đã chích hai mũi. Thì cái nhân viên pha cà phê người ta có nhắc nhở mình đó. Thì cái chuyện mình quên khẩu trang là một cái chuyện nó là bình thường. Nhưng mà các bạn biết á, Cộng sản Việt Nam họ chơi không có công bằng. Cho nên vì cái lý do đó đó mà tại sao mình có nhiều điều để mà mình bàn bình luận về cái đám chó Cộng sản Việt Nam. Đó, các bạn thấy có rất là nhiều clip người ta tải ở trên Facebook. Thay vì người dân người ta quên đeo khẩu trang thì mình biết được đó là có ai đâu đó đang quay phim, quay video mình, thì mấy người công an này nên lịch sự tế nhị, mình thông cảm, mình đem khẩu trang của mình ra mình tặng cho người dân. Cái đó là mới đúng là một cái hành xử văn minh. Chẳng hạn như mình lái xe Uber, có rất là nhiều người khách lên xe của mình họ không có khẩu trang, thì mình có nói với khách của mình đó, tính theo cái quy luật, cái policy của Uber đó là bắt buộc người tài xế phải đeo khẩu trang. Cho đến thời điểm này là ngày mùng 1 tây tháng 9, nếu mà tài xế lái xe Uber đó là bắt buộc phải đeo khẩu trang và người khách cũng phải đeo khẩu trang có đi và có lại. Các bạn biết không, thì
cái chuyện mà những cái người khách mà thỉnh thoảng người ta quên khẩu trang thì mình cũng nói là mình đã chích ngừa 2 mũi rồi, mình không có màng khách lên xe của mình có đeo khẩu trang hay không. Nhưng mà tính theo cái lực của Uber đó là người khách phải đeo khẩu trang, nhưng mà mình nói đó, với khách của mình đó, ở trong cốp xe của mình có thủ khẩu trang để dành tặng riêng cho những cái người khách không có khẩu trang. Nếu bạn muốn đeo khẩu trang, mình xin tặng cho bạn một cái khẩu trang. Tại vì các bạn biết á, cái face mask, cái khẩu trang ở bên Mỹ á, giá cả nó không có bao nhiêu hết á. Nhiều khi khách nó cho bo mình, từng tiếp mình á, rất rất là nhiều, cho nên nó không có đáng để cho mình tính toán. Đó thì tại vì mình sống ở một cái nước văn minh, chẳng hạn như các bạn đi bước vào những cái cửa của những cái cửa hàng, có những cánh cửa mình phải vịn cái tay mình mở ra. Cái nước văn minh, người đi trước tiện tay vịn cái cửa, tiện tay, chứ không phải là mình làm tớ cho người ta hay là mình phục vụ người ta. Mình đi trước mình tiện, bề nào mình cũng vịn cái cửa, thì có cái người bước sau thì mình vịn giùm người ta. Đó là một cái hành xử văn minh. Thì mấy chú công an ở Việt Nam hay mấy chú cơ động, mấy chú bộ đội cũng nên hành xử theo một cái cách văn minh. Nếu như các anh công an không có đem những cái khẩu trang, cái face mask là cái khẩu trang, thì có thể mình cảnh cáo người ta. Còn cái đằng này các bạn thấy những cái clip mà họ loan ở trên Facebook đó, họ đè xuống, họ phạt dạ người ta rồi đòi cẩu xe người ta. Vì cái lý do đó tại sao mà người ta gọi công an cơ động, cảnh sát giao thông là côn đồ. Người ta gọi công an côn đồ là nó có cái lý do của nó. Nếu như các anh công an có cái hành xử văn minh, có cái hành xử văn minh, bây giờ người ta lỡ người ta quên đeo khẩu trang, nếu mình có khẩu trang mình cho người ta, còn mình không có thì mình nói chị ơi, chị thông cảm, chúng tôi làm việc theo cái chỉ thị nghị quyết số 16, chị thông cảm. Ai ra đường cũng phải phải đeo khẩu trang, mình phải nói chuyện đàng hoàng. Ở đây là không phải là mình bắt buộc công an họ phải tốt với người dân, nhưng mà sống ở trong một cái xã hội, nếu mà bạn tốt với người ta hay là bạn muốn người ta tốt với mình thì trước tiên mình phải tốt với người ta. Cho nên tại sao mà các bạn thấy ở bên Nhật Bản, lúc hai vợ chồng của mình ngồi ở trên xe buýt ở bên Nhật cách nay 20 mấy năm, trước khi mà cảnh sát Nhật họ muốn xem cái sổ thông hành của vợ chồng mình, là người ta phải phanh tay xuống, người ta chào một cái, nói chuyện tế nhị. Mình muốn người dân tốt thì trước tiên mình hãy cư xử tốt với người dân của mình. Còn cái đằng này các bạn thấy công an cơ động họ hành xử như dân xã hội đen. Cho nên các bạn dư luận viên đừng có đi vào đây viết comment mà biện hộ. Mình đã có tải lên một cái clip công ty đòi nợ mướn cho chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho phép mấy cái người này đeo những cái điện đài, có những cái gôi điện. Một cái xã hội mà các bạn thấy nhà cửa của người ta muốn xông vô giờ nào là vô. Mình
Còn rất là nhiều cái clip mình thấy công an tự nhiên đi vào bên trong nhà của người ta. Đó là một cái xứ độc tài, độc quyền, độc đảng. Ở bên Mỹ á, cảnh sát á, rất là sợ, bất cứ là ai rất là sợ bước vô nhà của người ta. Không có quyền, cảnh sát muốn đi vô, đi nhà, vào nhà người dân thì người dân phải cầm cái điện thoại gọi 113. Ở bên Mỹ là 911, ở Việt Nam gọi là 113. Người dân gọi 113, 911 thì người cảnh sát đó mới được đi vào. Còn cái đằng này mình xem rất rất là nhiều cái clip ở trên mạng, công an đi vô nhà dân tỉnh bơ. Ok, anh đã sinh ra và lớn lên trong một cái nền giáo dục mắc dạy độc tài độc đảng, không sao, nhưng ít ra các anh cũng phải xin phép người ta. Các bạn xem cái clip mà mình tải lên công ty đòi nợ mướn, bước vô nhà người ta không xin phép, anh xin phép cho tôi bước vô nhà anh, nhà của người ta song 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 dông đi như nhà của mình. Mình không có thành kiến với Cộng sản Việt Nam, nhưng mà mình muốn nói á, ngày nào mà còn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tài tình đưa dân tộc của mình, thì ngày đó nước Việt Nam của mình vĩnh viễn đi lùi, đi lùi. Các bạn đừng có nói với mình là anh Quốc lâu ngày không có về Việt Nam, anh Quốc không biết về tình hình Việt Nam. Mình mới đi Việt Nam chưa đầy 2 năm nha các bạn. Mỗi lần mình đi về Việt Nam là ngõ hẻm nào mình cũng đều đi. Mình đi về Việt Nam mình còn gành hơn các bạn ở trong nước Việt Nam. Có nhiều người người ta còn ngạc nhiên. Mình chỉ ngồi ở đi về Việt Nam mình chỉ ngồi ở trên lầu 10 bấm số điện thoại gọi di động là có người, có những cái công ty mà người ta tới người ta giặt quần áo, người ta lên tận lầu 10 của mình, người ta đã mang quần áo của mình đi giặt xong chiều người ta đem tới cho mình. Mình gành ở Việt Nam còn hơn các bạn sống ở Việt Nam. Thường thường á, tâm lý á, mấy cái người Việt kiều á, đi về Việt Nam á, là người ta giặt quần áo nhờ khách sạn giặt giùm rồi tính tính tiền phải không? Nhưng mà mình á, mình gọi điện thoại, người ta đi tận tới mấy cái chỗ mà giặt đồ và giặt ủi mà người ta đi tới nhà mình, người ta giặt giặt xong rồi chiều tối đó người ta mang tặng tới cho mình. Đó thì cách nay độ tầm 3 tuần đó mình có post một cái bài mình nói tại sao người dân của người ta đi ra đường vì cái chuyện cần thiết mua những cái thiết yếu phẩm, mua những cái thứ thuốc men cần thiết tả tùng sữa cho con, thì mấy anh công an đè người ta xuống, mấy anh công an phạt đòi cẩu xe người ta, trong khi cái thằng chó chủ tịch ở Bình Định đó, nó đi đánh góp mà nó tiếp xúc với đâu 4-5 người bị dương tính, xong rồi đó bên Việt Nam á, âm thầm đưa nó đi cách ly cho đến thời điểm ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9, cách nay 3 tuần nó cách ly xong nó xuống âm tính. Bây giờ báo mới lo một cái tin là chỉ có cảnh cáo nó thôi, chỉ có cảnh cáo nó thôi.
thì một cái xã hội nó đâu có công bằng. Khi anh nói á, một cái xã hội công bằng á, là anh không có được quyền phân biệt người dân hay là cái thằng chó chủ tịch hay cái thằng chó thủ tướng, thằng chó gì đó, tất cả phải bình đẳng, tất cả phải bình đẳng. Còn nếu như mà anh độc quyền độc tài, anh ăn trên ngồi gồi, anh mỹ dân, anh xem dân như là tớ của anh, thì anh đừng có bao giờ mà anh có cái chữ bình đẳng ở trong cái xã hội của anh. Đừng có bao giờ tiến triền gạt gẫm người dân. Các anh á, sai lực á, các anh đi đánh góp trong cái lúc các anh ban ra cái nghị quyết 16, còn người dân á, đi ra đường á, quên đeo khẩu trang á, là các anh đòi cẩu xe của người ta. Các anh đừng có lừa gạt người dân Việt Nam. Đúng, mấy cái thằng dư luận viên, mấy cái người ca sĩ quốc sanh, nghệ sĩ quốc danh, mấy cái người đó ăn cơm lãnh lương của các anh thì họ phải viết comment, họ phải nói chuyện binh cho các anh, là tại vì họ vì cái chén cơm. Trong khi á, người ta nghèo, người ta kêu khổ, người ta kêu giúp đỡ, thậm chí người phụ nữ người ta không có tiền để mua băng vệ sinh, mà các anh đành đạn bỏ đói, nhốt người ta, phong tỏa, nhốt người ta như là ở tù. Còn mấy cái người mà quốc danh ca sĩ, nghệ sĩ, mấy cái người mà nhà tường, nhà đồ, xe hiệu đồ đó, thì các anh lại giúp đỡ, phát tiền, phát gạo cho những cái người không cần sự giúp đỡ. Còn cái người mà thật sự cần giúp đỡ đó, thì các anh quên lãng người ta. Bởi vì mình cũng là một cái người Việt Nam như các anh. Sở dĩ mà mình đang sống ở bên nước Mỹ, mình bỏ nước Việt Nam ra đi, là bởi vì mình đã từng sống ở Việt Nam, mình gành cái xã hội của Việt Nam, mình gành cái chế độ của Việt Nam. Cho nên ngày nào mà ở Việt Nam còn Cộng sản Việt Nam, bây giờ ở Việt Nam có vàng, có bạc, có một núi tiền tặng cho mình cũng không về. Mình xin tuyên bố với các bạn, không có cái gì mà nó quý hơn cái sự tự do hết. Các anh đừng có mà mỹ danh mà các anh nói ở Việt Nam có tự do. Mình ngồi ở tại nước Mỹ đây nè, mình lên tiếng, mình bức xúc, mình chia sẻ, mình nói, các anh còn thò cái mỏ của các anh qua đây. Các anh hăm he đồ cấm mình đồ này nọ, đừng có bao giờ bước về Việt Nam. Các anh chơi trò côn đồ xã hội đen. Quân đội á, người ta ở bên các quốc gia trên thế giới, quân đội thì người ta giúp đỡ người dân của người ta, còn quân đội của độc tài Cộng sản Việt Nam thì lái xe tăng thiết giáp, cầm AK, cầm AK để canh gác người dân của mình. Các anh hãy tự hỏi lại lương tâm của các anh đi, coi coi những cái điều mình nói có đúng không. Quân đội của các nước tư bản, của các nước Tây phương, tất cả các quân đội trên thế giới, quân đội là để bảo vệ người dân, còn các anh đưa xe tăng thiết giáp, cầm súng AK vô, các anh
canh chừng người dân của các anh. Các anh đừng có nói với tôi là bảo vệ cái gì. Các anh cầm súng AK vô các anh canh canh con Covid Vũ Hán 19 để bảo vệ người dân à. Các anh đừng có ba xạo ba làng. Các anh cứ tưởng là người dân nào cũng là thấp cổ bé miệng, các anh muốn hà hiếp người ta. Còn những ai mà sống ở Việt Kiều, những cái người mà Việt Kiều mà sống ở nước ngoài, nhẹ dạ, tin theo Đảng Cộng sản Việt Nam, có giỏi thì đi về Việt Nam sống. Đừng có bày đặt ngồi ở đây mà ăn cơm của Mỹ, mà bị Cộng sản Việt Nam nó tẩy não. Nói ở bên Việt Nam bây giờ ngon đồ này nọ. Ngon cái gì? Ở Việt Nam ngon cái chỗ nào? Nhà cao tầng của ai? Chẳng qua đó, giống như nhiều lần mình nói, Cộng sản Việt Nam họ có cái mảnh đất. Nhưng mà các bạn nên nhớ á, cái nước Việt Nam của mình nó có chút xíu à. Nước Việt Nam cộng với nước Campuchia cộng với nước Lào, ba nước cộng lại còn chưa to bằng một cái tiểu bang của California hay là to bằng một cái tiểu bang Georgia. Thì các bạn hình dung đi, một ngày không có xa Việt Nam nó sẽ hết đất. Sẽ hết đất. Mình sống ở Boston, ai sống ở Boston là người ta đều công nhận ở Boston không có còn đất. Thì Việt Nam của mình một ngày gần đây nó cũng sẽ không còn đất. Chẳng qua Cộng sản Việt Nam họ có đất, kêu gọi đầu tư vô, cho Nam Hàn một phỉnh, cho thằng Bắc Kinh một phỉnh. Rồi bây giờ mới đây chia cho thằng Mỹ một cái phỉnh nhỏ để xây cái tòa đại sứ nữa. Cái nước Việt Nam có chút tiếu vậy nè. Còn cái nước Mỹ là người ta đất rộng, thiếu người. Vì cái lẽ đó đó mà người ta mới có cái lực người ta bán nhà cho tất cả mọi nơi. Nếu mà các bạn nào mà ở thành phố mà chật chội đó, ở bên Mỹ đó, các bạn thử mà dời đi những cái tiểu bang miền Trung của nước Mỹ đâu coi. Có cái ông gì cách nay mấy năm ở bên Việt Nam, ổng mua nguyên một cái thị trấn ở bên Mỹ luôn đó, có $1,000 đó, ổng đấu giá đó. Cái đó là nó có sự thật. Tại vì nước Mỹ nó to, nó lớn, nó có 50 tiểu bang, người ta dư thừa đất, các bạn biết không? Thì người ta có một cái lực người ta bán cho tất cả mọi người. Bây giờ ở thành phố, các thành phố như là New York, San Fran hay là Atlanta hay là những cái thành phố lớn của nước Mỹ, đời sống đắt đỏ đó, thì các bạn người Mỹ có cái option, có cái cơ hội để mình đi xa thành phố, đất nó đầy hết đó. Tại vì các bạn nên nhớ, Việt Nam của mình, Campuchia, Lào, ba nước cộng lại mà chưa to bằng một cái tiểu bang California. Thì các bạn cứ hình dung đi, thì nước Việt Nam của mình nó đâu có bao nhiêu miếng đất đâu. Các bạn chỉ có nhìn cái hiện tại thôi, các bạn không có nhìn ra một cái bức tranh nó to ra, phải hình dung ra. Nó đấu giá ba công đất hôm nay, ngày mai cái nó đấu giá 300-400 công đất, ngày mốt 300-400 công đất. Thì một ngày nước Việt Nam nó cũng sẽ hết đất. Quân đội của người ta trên thế giới đó thì người ta bảo vệ người dân, còn quân đội của Cộng sản Việt Nam thì lái xe tăng thiết giáp, cầm súng AK để canh chừng dân của mình, sợ dân của mình nó đói lên, nó làm loạn, nó phản.
nghĩ đơn giản lắm, đưa mấy ngàn bộ đội vô đi chợ mướn đâu lấy tiếng đâu được 2 3 ngày, bây giờ cái giao lại cho mấy người shipper, mà giao shipper phải cho người ta tự do thoải mái sao, bắt người ta là phải chích ngừa xong á còn phải trình giấy, còn phải đi thử nghiệm thử đồ, cái lỗ mũi của người ta chứ đâu phải là cái đồ chơi, mà cách 2 3 bữa là quấy quấy vô mà thử 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 COVID, test người ta. Còn cái đám dư luận viên mà ở trên Facebook mà nó viết ở trên Facebook đó, những cái thông tin tuyên truyền nó nói nè, chỗ này chủ tịch xã giúp cho 2 triệu, công nhân kia giúp cho 2 triệu, còn báo đảng có lo tuyên truyền nói hả, ở Việt Nam bây giờ hả, chúng tôi sẵn sàng giúp cho 4 triệu mấy người nghèo, thợ hồ đồ, mấy cái người mà thiếu gì đó cho đến hết tháng 9. Họ cho được bao nhiêu? Các bạn xem cái clip mà mình tải lên hồi lúc chiều đó, có cái cô đó cổ đứng cổ nói đó, cho cổ hả đâu mấy tháng trước chứ đâu phải là cho thường đâu. Các bạn hiểu mình nói không? Có nghĩa là cái gói cứu trợ ở Việt Nam đó là họ cho mỗi một đầu người đó là 2 3 triệu, nhưng mà họ không có cho mỗi tuần, cho một lần 2 3 triệu vậy thôi à. Xong rồi họ dùng cái nghị quyết 10 10 10 10 16 đó, họ nhốt các bạn lại 2 3 tháng. Các bạn có biết cha của mình ở Việt Nam ở dưới quê 1 tháng trả tiền điện bao nhiêu không? Cậu của mình ở Việt Nam hiện bây giờ nè, 1 tháng nó chạy máy lạnh xài điện ở Việt Nam ở dưới Vĩnh Long á trả trên 1 triệu Việt Nam đồng. Chính phủ họ cho các bạn 2 triệu, 2 triệu trả chưa chưa đủ 2 tháng tiền điện nữa. Rồi sau cái mỗi người mà nhận được 2 triệu đó đó, rồi trong những ngày còn lại để sống như thế nào? Chứ bày đặt đừng có bày đặt dư luận viên mà tự tin quá. Nói anh đừng có xía vô cái chuyện 90 triệu người dân ở trong nước. Hiện tại á, dân số Việt Nam của mình đó, ở Việt Nam trên 97 triệu. Nhưng mà cái bạn dư luận viên này là cái bạn thiếu kiến thức, dặn dốt, cho nên không có biết là Việt Nam của mình có bao nhiêu triệu. Bạn viết rõ, tại vì mình đọc cái văn của bạn, bạn viết, bạn nói là 90 triệu. Nội mà cái cách của bạn viết comment không là cũng đủ thấy bạn dốt rồi. Bạn là người sống tại Việt Nam mà bạn không biết dân số của Việt Nam của mình là bao nhiêu, mà bạn đặt cái câu hỏi cho mình, anh ở Mỹ lâu ngày anh đâu có biết cái gì về Việt Nam đâu mà anh nói. Các bạn nên nhớ cái thời buổi 4.0 là cái thời buổi toàn cầu, mình là người Việt Nam vĩnh viễn á, mình là cái gốc của mình á là Việt Nam không thể thay đổi được, nhưng mà mình nói á, là mình chỉ có nói về Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, chứ mình không có nói xấu về quê hương, mình không có nói về đồng bào dân tộc của mình. Mình chỉ nói mấy cái người Cộng sản Việt Nam độc tài độc quyền, cướp của hút máu, rút ruột công trình, ăn hối lộ. Lương 1 tháng 20 30 triệu, cao lắm á, mấy quan chức 20 30 triệu. Tiền đâu mà đóng học phí cho con của mình 40 50 ngàn đô la 1 năm. Rồi con cái của mình nó ăn xài. Trong cái thời gian mà nó đi vô học tiền ở đâu ra? Nếu không ăn hối lộ tiền ở đâu ra? Đừng có nói là vợ vợ con đi 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 làm kinh doanh nha. Tôi làm chính trị tôi không có tiền, nhưng mà bà vợ tôi bả kinh doanh nha. Xưa gò diễm
mình nhìn ngôn ngữ cơ thể vô mình biết chứ, người đó có trình độ hay không mình biết chứ. Còn cái chuyện mà mua mua chức vụ, mua quan, mua chức rồi lên rồi nhờ thư ký nó viết diễn văn rồi mình lên mình đọc, thằng nào mà chả làm được. Cái người bán vé số làm cũng đưa nó lên, nó làm cụ lãnh đạo nó làm cũng được vậy đó. Mà dân chúng thì đè xuống chửi bới người ta, hành động người ta. Còn mà Trung Quốc á, mà nó đi vô mà nó đòi chiếm Biển Đông, nó lấy đảo á, thì chỉ có nói là phản đối. Dòng cái thứ khôn nhà dại chợ. Còn mấy thằng Việt kiều mà dư luận viên Việt kiều đó, binh binh cho đảng đi, về Việt Nam sống đi. Tại sao phải ở đây, ở Mỹ? Ở Mỹ mà cứ nói và tuyên truyền mà dụ người ta nói về Việt Nam ngon rồi. Dụ người ta. Tại vì ở bên Việt Nam mình nó bị chạy chạy chắc sáng. Mấy cái người thông minh, mấy cái người có trình độ, mấy cái người mà chuyên gia. Các bạn thấy đi, mấy cái người mà đi về Việt Nam ăn chơi đó. Có cái số nào mà đông là chuyên gia mà Việt kiều, mà triệu phú mà Việt kiều, hay là bác sĩ đồ mà người ta thường xuyên về Việt Nam không? Người thông minh là người ta gần cái chế độ cộng sản Việt Nam lắm. Nội mà cái nước lạnh đây không, mà cái nước mà tắm đây không, nó còn làm mình cho bị mốc nữa. Đừng có nói cái gì cho dân chúng 2-3 triệu, đâu phải là cho mỗi tuần mỗi tháng đâu. Lái xe tăng thiết giáp cầm AK đi canh người dân của mình, chưa từng thấy một cái đất nước nào như cái đất nước Việt Nam của mình. Báo chí thì tuyên truyền hay lắm, chuẩn đội tuyển bóng đá của Việt Nam chuẩn bị đi qua chiến đấu ở bên Trung Đông đồ, viết có cái vẻ như là mình tự tin mình hay lắm. Đi thi Army Game đồ đứng hạng 3 hạng đồ. Nói thành tích cái gì cũng hay. Mà các bạn biết á, tại sao mà mình thường hay cái dùng cái từ trước đây, thỉnh thoảng mình có một vài cái clip mình nói là cái bọn cộng sản Việt Nam là cái bọn tay sai cho cái bọn Tàu Cộng. Các bạn biết á, ở Việt Nam á là một cái thị trường gia công, làm gia công, may mặc, sản xuất đó. Thì để được giá rẻ đó thì không thể nào mà mua vải hay là mua điện đồ điện tử hay là sản phẩm của cái mấy cái nước châu Âu hay cái mấy cái nước Mỹ. Chỉ có cách duy nhất mà muốn sản xuất ra đồ giá rẻ đó là phải nhập thiết bị từ ở bên Bắc Kinh. Các bạn biết không? Chứ thằng Bắc Kinh mà nó không có lợi, nó không cái miếng bánh mà nó không có ăn rồi, nó đâu có để cho thằng Việt Nam yên được. Nói nôm na, nước Việt Nam là một cái nước tụt hậu đi lùi. Những cái điều mà các bạn thấy á, như là nhà lầu đổ Việt Nam á, là tiền đó, đó là dây từ ở World Bank, tiền của các nhà đầu tư như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản,
như là ở bên Trung Quốc, các bạn tìm hiểu ở trên Google đi, vào tới thời điểm này á, cái nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam á là Bắc Kinh, là Bắc Kinh. Các bạn biết tại sao mà Bắc Kinh họ có một cái số tiền đầu tư lớn nhất ở Việt Nam không? Là tại vì kinh tế Việt Nam của mình đó là kinh tế về làm gia công. Chẳng hạn như bây giờ á, thằng Apple nó muốn sản xuất sản phẩm giá bèo để nó đem qua bên Mỹ nó bán giá cao, nó muốn dùng nhân công rẻ thì nó đi qua bên Việt Nam, nó hợp đồng làm những cái sản phẩm. Việt Nam của mình nó là chỉ có cái công thôi, bỏ cái công ra thôi, còn mấy cái mà sản phẩm thiết bị đồ á, nhựa đồ, vỏ đồ đó, một á là mua của những cái hãng mà người ta của Bắc Kinh, của Tàu Cộng á, nó có sản xuất tại ở Việt Nam. Còn hai á là nhập từ ở bên Bắc Kinh vào Việt Nam. Việt Nam của mình không có cái gì hết á. Các bạn thấy mấy chục năm nay hãng điện tử Samsung của mình đi qua bên Việt Nam mở hãng ra, mà các bạn thấy nước Việt Nam của mình nó đâu có tai tiếng gì đâu. Là tại vì thằng Samsung á, nó hoạt động tại Việt Nam, nhưng mà nó chỉ có cần dùng cái người Việt Nam của mình làm nhân công với cái giá lương bèo, chứ ngoài ra Việt Nam của mình không có cái gì là có tiếng hết đó. Có miếng mà không có tiếng. Có miếng là trên thế giới các bạn thấy điện thoại Samsung Made in Việt Nam, mấy cái tai nghe AirPods Air gì đó của Apple đó, của Táo đó, mà về ở Việt Nam, quần áo gì đó của tất cả các hiệu danh tiếng đó mà về ở Việt Nam. Nhưng mà những cái sản phẩm, những cái thiết bị đó đó là đều phải mua từ ở bên Tàu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà các bạn nghe báo tuyên truyền đó, họ nói á, Việt Nam năm này xuất nhập khẩu, xuất khẩu bán được bao nhiêu tỷ 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 đô la đó, cái số tiền đó đó là nó thuộc về của bên Trung Quốc. Nếu mà bạn nào mà biết kinh doanh á thì các bạn hiểu ý của mình nói. Việt Nam của mình là chỉ có bỏ cái công ra thôi, hiện tại bây giờ đó tất cả các thế giới người ta vào Việt Nam á là người ta thuê mặt bằng, thuê đất để mở công xưởng, xí nghiệp giá rẻ. Cái thứ nhì á là dùng cái nhân công, lao động rẻ mạt của người Việt Nam. Cái bằng chứng là các bạn thấy đó, tới khi mà ở bên Việt Nam, nước Việt Nam của mình cần thuốc vaccine, chính phủ Việt Nam đâu có tiền mua. Lúc đầu á thì xin người dân, lúc đầu á thì xin tiền người dân, rồi sau đó đó những cái ca đó nó tăng 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 lên á, đi tới các tòa đại sứ xin viện trợ, chứng tỏ là ở Việt Nam, kinh tế Việt Nam của mình, đất nước Việt Nam của mình là nó đi tụt lùi. Dư luận viên không có cần phải viết comment mà để biện hộ, chỉ cần các bạn biết làm toán căn bản thôi là các bạn biết được đất nước Việt Nam là một cái đất nước rất là nghèo.
một cái nước nước mà giàu á, là lương công nhân của người ta đó là phải trung bình đó là phải 8.000, bèo gì bèo cũng phải 8.000 một tháng, 8.000 đô la một tháng, 8.000 đô la Mỹ một tháng. Thì cái người mà người ta làm toán, người ta nhìn vô cái ngôn ngữ cơ thể đó, người dân đó đó có cái đồng lương cao, người ta mới xài cái đồng lương đó, có kinh tế, rồi người ta mới có cái tiền đó người ta đóng thuế. Còn cái đằng này đại đa số người Việt Nam đang chết đói, đang chết đói thì tiền đâu mà người ta đóng thuế cho chính phủ Việt Nam? Chính phủ Việt Nam đành ra phải cho thuê đất, bán tài nguyên. Ở Việt Nam của mình đâu có cái sản phẩm, đâu có cái gì mà tai tiếng ở trên thế giới đâu. Cho nên á, nước Việt Nam của mình á, mà muốn muốn giàu, có nhiều nhân tài, có đời sống tốt, xã hội tốt, là bắt buộc phải giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam, bắt buộc. Còn nếu như mà tiếp tục tiến lên xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, thì dân tộc Việt Nam, nước Việt Nam nó vĩnh viễn nó chỉ là một cái quốc gia tụt hậu, nghèo nàn. Nếu mà Việt Nam của mình mà thật sự đã khá từ lâu rồi. Vào năm 1990 là mình bang giao với Mỹ, mình làm ăn bình thường, mình gia nhập WTO, thương mại quốc tế, trừ ra cái chế độ cộng sản thôi. Nói về kinh tế đó thì làm ăn tự do bình thường như các nước Tây phương như Thái Lan. Mà tại sao cho đến thời điểm này Việt Nam của mình nghèo, không có tiền mua vaccine, không có tiền giúp đỡ người dân nghèo? Các bạn hiểu mình nói không? Cho nên báo chí tuyên truyền, báo chí nói là một chuyện, nhưng mà người ta có cái óc, người ta nhìn vô ngôn ngữ cơ thể, người ta làm toán vô. Đơn giản thôi. Lương của người đại đa số ở Việt Nam, lương làm xí nghiệp có 6-7 triệu. 6-7 triệu là nó chỉ có vừa đủ ăn, đủ mặc thôi. Chứ họ đâu có dư tiền ra để mà họ mua sắm đồ hiệu, mua sắm ô tô. Tiền đâu mà họ đóng thuế cho chính phủ? Còn mà tiếp tục Cộng sản Việt Nam á, thì mấy cái người nhân tài người ta không có hợp tác. Mấy cái người khôn đó là người ta có một cái câu, thà là tao đi làm tớ cho cái thằng khôn còn hơn làm thầy cho cái thằng dốt. Vì cái chỗ đó mà Việt Nam không có nhân tài, vừa có bao nhiêu thằng đồng mà lú 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 ra là nước ngoài nó bút đi hết, nước ngoài nó bút đi hết, không có thằng nào mà dạy gì mà có tài có cán mà chấp nhận mà dậm chân tại chỗ mà sống ở Việt Nam. Mấy cái người thông minh, mấy cái người tài, người ta không có nghĩ đơn giản. Đã nói là người ta là người tài rồi thì không có người tài nào mà sống với cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Nội mà ở Việt Nam hiện bây giờ đã muốn ăn rau cải mà mua ở ngoài chợ là người ta phải ngâm muối 2-3 tiếng đồng hồ. Còn mà nói về ăn thịt ăn cá đó, mấy cái người bình dân bình thường thiếu hiểu biết đó, thì người ta ăn thôi. Còn mấy người mà có trí thức không ai dám ăn đó.
họ nuôi bằng những cái chất hóa học, thức ăn gia súc đó, làm từ ở bên ma dê ở bên Bắc Kinh đó. Con heo ăn 2 3 tuần là nó to đùng lên, con gà ăn 2 3 ngày là nó lớn lên, con cá ăn 2 3 lần là nó mọc ra. Cộng sản không bao giờ mà thương dân, họ là chỉ có nói bằng cái miệng thôi, chứ về mà cái hành động á, cái ngôn ngữ cơ thể á, họ không có lo cái gì cho dân tộc Việt Nam đó. Bao nhiêu đời tổng bí thư, bao nhiêu đời chủ tịch nước, bao nhiêu đời thủ tướng, mà các bạn thấy không, xe máy năm này nó nhiều hơn năm trước, năm trước nó nhiều hơn năm kia. Một cái quốc gia mà phát triển á, các bạn nhìn nó rất là dễ hiểu. Thí dụ như năm này các bạn đi về cái hàng xóm đi, có 5 cái căn nhà tường, năm sau các bạn về nó phải có 10 căn, năm tới các bạn về là nó có 15 20 căn. Mà các bạn về các bạn thấy không, nó cũng có nhà tường nhưng mà nó có vài ba căn, mà mấy cái căn đó là của tụi Việt kiều, của mấy cái người mà người ta đi lao động, xuất khẩu lao động. Các bạn đi về ở xóm các bạn đi, các bạn có thấy mà ở xóm đó mà nó có tăng lên cái số lượng xe ô tô không, hay là các bạn đi về các bạn thấy hả, xe máy nó còn nhiều hơn ngày xưa đó. Thì bỏ ra ít phút giải trí cho các bạn vào một buổi chiều thứ tư. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của các bạn. Chúc cho tất cả có một buổi tối và một buổi sáng thật là nhiều vui vẻ, thật là nhiều mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn lại clip kỳ sau.